Dẹp đi lên. Tôi đây mà. Tôi là ai? Giấy tờ đâu? Nè, tao có thằng em ở trên rờ rất đẹp trai. Chừng nào nó xuống, mày ưng tao giới thiệu liền. Châu à, anh đi mấy người? Tới đây từ bao giờ? Thôi, người ta biết người ta lầm đó. Giận hoài, anh ăn gì chưa? Xíu nữa cô cho tân đạn rồi còn gì. Ai biểu qua đâu tự nhiên tới nằm dưới chân người ta. Cũng may mà tôi mới nằm ở dưới chân cô thôi. Anh ăn đi chứ. Ăn đi. Tên gì? Bé Ba. Bé Ba. Già đó mà, kệ nó. Anh này chủ quan quá. Đây không phải là rờ, anh xếp đồ đạp vô dép đi. Nó thấy là nó bắn đó. Kìa, nó tới kìa. Này, có còn sợi đĩa không? Nghe ai nói xấu tôi đó hả? Có người nói cô hiền lắm, vậy mà tôi xích ăn đạn của cô. Sao không làm cái cửa cho kính? Anh này không biết cái gì hết. Trời nào có cửa, nó cho là có người, nó bắn ngay. Sao anh còn nằm đó? Lớn ngớ quá vậy, cầm xuống đi. Coi, cầm xuống đi. Trời ơi, lên đạn. Cháy ở đâu vậy? Một cái chòi. Ai động vậy? Không, nó bắn cái chòi có nhiều đường mòn. Còn người nữa đâu? Anh đi quan sát ngoài kia. Trời đất. Ở trên rờ anh có cực như vậy không? Cực, nhưng cực cách khác. Đầm già không dám nghênh ngang như ở đây. Lâu lâu mới gặp B-52 với F một lần. Còn ở đây có đủ. Từ B-52 tới tiếng súng của thằng Việt Giang hạng bét ở xã. Đừng có dây ngươi, mấy anh ở rờ về. Có nhiều anh lớn ngớ quá, chưa làm được gì, đã hy sinh. À, có lẽ họ chưa có may mắn được gặp bé Ba đó. Cái anh này. Nghe nói bé Ba có người yêu rồi phải không? Anh ta ở đâu vậy? Ở xa lắm. Nhưng mà em chờ độc lập kia. Anh cũng vậy. Anh cũng vậy, cũng chờ độc lập. Anh này lắm xẹt à. Thank you.
em ở trên R rất đẹp trai. Chừng nào nó xuống, mày ưng tao giới thiệu liền. Giao Liên đâu? Vậy chị Giao Liên đã hy sinh rồi. Chị Sáu biểu em đi đón các anh về. Ngồi chờ đây, em vào trước. Cùng đi không được sao? Đâu được, biết lựu đạn gài, gài ở chỗ nào. Em phải dò đường trước, ngụy trang lại giùm em đi. Chú để người ta đi một mình sao? Rồi nó tới là nổ. Còn anh Út, công sự tụi tôi đào xong, chị cứ yên chí. Chị Sáu ơi, chị Sáu à, chị Sáu ơi, anh Năm về. Thôi đừng dốc, có đón được không? Không đón được làm sao em dám về. Nói ảnh mà ảnh đâu? Anh Châu đi với ảnh đây nè. Anh Châu, anh nói gì đi. Sợ lưu đắng gai, bé Ba bắt anh Năm ngồi chờ ở ngoài. Ý, tụi mình đi đón anh Năm đi. Sao? Má, mạnh không má? Năm, má nghe con mới về, mừng quá. Con ở đây có lo không? Anh về luôn đó má, có tin gì mới không má? Tao nghe ngày mai nó càng đó.